Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Thìn. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về vận hạn tử vi của cái tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Một trong những cái tháng mà theo mình tìm hiểu thì cũng có khá nhiều điều gọi là tốt đẹp cho tất cả những người tuổi Thìn, chứ không có nhiều vấn đề gì xấu. Đặc biệt là cái phần địa chi Thìn với Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, cho nên là không có đem đến buồn phiền quá rắc rối lớn ở trong cái tình cảm gia đạo của cái người tuổi Thìn. Tuy nhiên thì cũng như tất cả các tuổi khác thì có tuổi sẽ bị tháng tương khắc về bổn mạng, hoặc là tháng tương khắc về cái thiên can ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên là thiên can của cái chữ nhâm nhâm canh giáp được của tuổi Thìn thì không có bị ảnh hưởng nhiều ở trong cái công việc làm ăn, có thể nói là chỉ chú ý về phần bổn mạng một tí xíu. Thì mình sẽ đi vào chi tiết đặc biệt nhất thì đầu tiên hết là mình sẽ phải xét đến những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 với mệnh tràn lưu thủy. Thì người mệnh thủy gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa, như vậy xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe cẩn thận không được tốt đẹp. Cho nên là đó là cái những cái gì mình nói, đặc biệt là nữ mạng ở cái chữ nhâm năm nay. Thiên can thì chữ nhâm với chữ ất là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thì như cũng đơn giản thôi, các anh các chị mà Nhâm Thìn thì nếu là ở tuổi này thì chắc là không còn làm việc ở trong môi trường quan vận nữa. Thường thì nếu còn thì đa phần là tự kinh doanh thương mại, mà có được cái thiên can không có xung không có khắc này thì chắc là công việc không có vấn đề gì, là tốt đẹp. Đó là một cái tín hiệu ha, ngon lành. Địa chi thì như đã chia sẻ phần đầu, Thìn Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, cho nên gia đạo tình cảm sẽ không có gì quá buồn phiền mà âu lo đó. Như vậy đối với tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019 thì rõ ràng người Nhâm Thìn mà đặc biệt là nữ thì phải để ý đến cái bổn mạng mình một tí xíu, bổn mạng và sức khỏe, còn lại thì vẫn bình thường thôi. Người chữ nhâm thì vốn dĩ có nguồn sức khỏe cũng khá là ok, không đến nỗi nào. Rồi còn lại thì công việc và gia đạo không có vấn đề. Tín hiệu vui cho người Nhâm Thìn. Tiếp đến của người tuổi Thìn thì phải nói đến các anh các chị tuổi Giáp Thìn. Năm ngoái là một cái năm rất là kinh khủng, năm nay thì từ đầu năm tới giờ thì bò từ từ thôi. Mình bận lo khắc phục cái hậu quả của cái năm vừa rồi để lại nhiều quá, cho nên là cũng còn thấy khó khăn lắm. Thì người Giáp Thìn thì là mệnh là phúc đăng hỏa, cho nên gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa, xét về trụ mạng là hỏa đồng hàng, bổ mạng sức khỏe sẽ không có vấn đề, thậm chí có điều tốt đẹp. Thiên can Giáp Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả Giáp và Ất thì thuộc nạp âm ngũ hành đều là mộc, cho nên là có phần tốt đẹp cho người mệnh hỏa. Thiên can mà được thuộc hết mộc thì sẽ có tốt đẹp, sẽ có tài lộc một chút xíu, chứ không quá lớn lao, đừng mong cầu. Rồi địa chi Thìn Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy rõ ràng tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Ất Hợi này có khá nhiều tín hiệu tích cực cả trong sức khỏe, công việc và cả gia đạo đối với người Giáp Thìn. Hy vọng rằng là các anh các chị biết lợi dụng cái việc này mà mình phát huy cái không phải nói là gỡ gạt lại những gì mà mình đã mất trong năm cũ. Chứ năm nay thì mất nữa thì mình hết cái để mất rồi, nhưng mà để có một cái là nó cứ đụng đầy cái chuyện khó khăn, chưa có cái đường thoát ra. Hy vọng với cái sự tốt đẹp của cái tử vi tháng như thế này thì các anh các chị sẽ lợi dụng nó mà thoát ra. Rồi tiếp đến những người tuổi Thìn, tiếp theo là người Bính Thìn với mệnh Sa Trung Thổ. Người Bính Thìn với mệnh Sa Trung Thổ thì có thể nói đây là cái tuổi Thìn tốt đẹp nhất về bổn mạng trong cái tất cả các tuổi Thìn. Vì sao? Vì người thì mệnh Thổ, gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa,
Xét về bổn mạng là hỏa sinh thổ, bổn mạng được tương sinh tốt cho sức khỏe. Mà khi bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, phát huy cái tác dụng của nó tối đa, sẽ phần nào đẩy đi, hóa giải bớt những cái phá và bại tinh ở trong cái tử vi của năm. Như vậy sẽ đem đến cho mình nhiều điều tốt đẹp cả trong công việc lẫn tài lộc. Thiên can thì bính ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nhưng nạp âm ngũ hành của bính là hỏa, ất là mộc, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành là tương sinh, mộc sinh hỏa, sẽ rất tốt cho công việc, tiềm ẩn nhiều cái cơ hội để mà có thể kiếm được tiền tài. Rồi phần địa chi thì thìn hợi và tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên có thể nói là gia đạo tình cảm của cái người bính thìn sẽ không có vấn đề gì lớn lao ở trong cái tháng này, không có buồn phiền. Đặc biệt là các chị bính thìn đó ha, là cái người sống hay khổ tâm, hy vọng rằng cái tháng này sẽ là cái tháng mình sẽ không phải khổ tâm nữa, bớt đi cái gánh nặng âu lo cho cả gia đạo của mình. Gia đạo của người bính thìn nữ mạng thì không những lo cho chồng con đâu, còn lo cho cả gia đình bên chồng, gia đình bên mình đó, mọi thứ, cho nên là nặng gánh người bính thìn nữ mạng ha. Hy vọng rằng với nhiều sự tốt đẹp như thế này ở trong tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 thì các anh các chị biết tận dụng nó mà phát huy. Thậm chí là ở trong cái giai đoạn này của các anh các chị bính thìn là em nói là đã bắt đầu kết thúc 10 năm đại hạn ha, bắt đầu từ tháng này là tháng kết thúc nè, chuyển qua tháng 11, tháng 12 là bắt đầu tiếp cho tới năm năm Canh Tý với thân Tý Thìn tam hợp của năm về địa chi ha. Rồi người tiếp theo của tuổi Thìn đó là người Mậu Thìn, sinh năm 1988 với mệnh là Đại Lâm Mộc. Thì Đại Lâm Mộc mà gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa thì sẽ bị sinh xúc về bổn mạng, cho nên là bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng một chút, nó bị suy yếu. Có thể suy yếu này thì là nhẹ nhất trong cái ba cái về bổn mạng là bị tháng tương khắc, khắc tháng và bị sinh xúc là ba cái xấu của bổn mạng. Tuy nhiên là cái này thì nhẹ nhàng thôi, không có việc gì đâu, đừng có lo lắng ha các em Mậu Thìn, không có bị gì tới nguy nan bổn mạng mình đâu. Thiên can Mậu Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc cũng đều đều, chả có gì gọi là tích cực nhiều mà cũng không có gì xấu quá. Đó là một cái điều gọi là tương đối bình bình, gọi là 50-50 thôi. Địa chi thì cũng giống như các tuổi thìn khác, với thìn hợi và tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc nhau, thì gia đạo tình cảm sẽ tốt đẹp. Đặc biệt là với các bạn nữ Mậu Thìn mà đang độc thân thì chắc là tháng này là tình cảm với người yêu rồi này kia thì cũng không đến nỗi nào ha. Còn cái chuyện chồng con thì mỗi người nó mỗi cái cảnh, khó mà phát hiện được, khó mà nói được là ai tốt hơn ai lắm ha. Phải ở trong trái ổi thì mới biết trái ổi nó có giỏi hay không. Người thường mà nữ mà nắm chữ Mậu thì số hay lận đận tình duyên, hay dẫn đến những cái việc gãy đổ trong hôn nhân hoặc là không hạnh phúc, phải chịu đựng chồng con nhiều. Nhưng thôi thì Mậu Thìn mình là người hướng ngoại, tình cảm mình mở rộng hơn thì có thể là hết thấy món này không chơi được thì mình đổi món khác nữ bạn. Rồi tiếp đến đó là người cuối cùng của tuổi Thìn, đó là các em nhỏ tuổi Canh Thìn với mệnh Bạch Lạc Kim. Thì người Canh Thìn ở trong cái tháng 9 âm lịch này vừa rồi trải qua này là có cũng bị không tốt về bổn mạng, với Bạch Lạc Kim là hỏa khắc kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu đề phòng bản thân. Mình có xem tin tức thì mình thấy là tháng vừa rồi có mấy em Canh Thìn này không ăn cơm nữa, lên hưởng nhang, cho nên là tháng này nếu như mà mấy em nhỏ Canh Thìn, đặc biệt là các em nhỏ thanh niên ha, đừng có táo tếu chạy xe lạng lách, vô tình cán cục đá ăn cái cũng chết, cho đừng có dẫn chơi nha. Khi mà bổn mạng mình bị tương khắc như này, tại vì thực chất ra người mệnh kim năm nay là đã cả năm đã không tốt rồi, kim nó khắc mộc, đã cả năm đã là bổn mạng không tốt rồi, tháng này lại bị tháng khắc nữa, cho nên là bổn mạng hơi bị suy yếu. Nếu như là các anh các chị ở nhà có con Canh Thìn thì nên bảo con nó cẩn thận.
không xảy ra việc ở nước mà xảy ra việc ở trên bờ, đặc biệt là tai nạn nha. Rồi, thiên can là rất là tốt đẹp cho công việc, mọi thứ. Đó với cái thiên can là chữ Ất hợp chữ Canh, thiên can thuộc ngũ hợp, công việc báo hiệu nhiều hanh thông, tốt đẹp. Nhưng mà nói đúng ra thì phần đông các cháu tôi canh thìn thì đang ở cái giai đoạn là đi học, cao lắm là đi làm thêm, cho nên là có hanh thông ở công việc cho lắm thì cũng chỉ là đi làm thôi, chứ còn chưa có kinh doanh gì nhiều đâu mà nghĩ rằng phải hanh thông. Địa chi thì cũng giống như các tuổi thìn khác ha, thìn hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có thứ khác nhau, cho nên có thể nói là gia đạo tình cảm ok, đặc biệt là các em nữ với cái tuổi này tháng 10 này thì rất là tốt đẹp, với dễ có cái tình cảm đến với mình ha, đón chào nó một cách ổn thỏa. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong với mọi người về tử vi vận hạn của cái tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019. Có những điều tốt đẹp bên cạnh những cái điều không tốt đẹp về bổn mạng đối với người canh thìn. Nhưng mà không không quá nặng nề. Hy vọng rằng là mọi người sẽ ứng dụng được cái thông tin nhỏ này mình đưa đến để có một cái tháng 10 êm ả, thật sự có được tài lộc cho người bính thìn, cho người nhâm thìn ha, để mà gọi là thống kê lại cái năm có được cái chút tài lộc mà ăn Tết. Mọi người xem video này thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi thìn khác biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống hoặc là kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của người thân hoặc là chính mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!